Hello cả nhà, hôm nay Đức Chống Chế xin giới thiệu với anh chú cô chị là Đức mới cho ra hai mẫu chống chế gồm một màu đồng và một màu trắng nè các bạn ơi. Thành phần cấu tạo là nó khoảng chừng 8 kg mà các bạn có cái tay sắt này các bạn ơi. Những cái vật này là toàn là chế hết này các bạn, chế hết tất cả đó. Các bạn thấy không, gọn nhẹ mà chất nha các bạn, âm thanh rất là hay nha các bạn đó. Nếu các bạn nào yêu thích thì các bạn hãy liên hệ với số điện thoại của mình nha, 093 133 Đức nha các bạn ơi. Các bạn đăng ký Đức sẽ đặt hàng, Đức sẽ làm cho các bạn theo bộ chống yêu cầu thôi các bạn. Thì thành phần là cái chống kích này là nó là bằng một cái niềng xe Honda này các bạn. Sau những ngày dịch mà coi như là ở trong nhà mình suy nghĩ, mình coi như là mình suy nghĩ ra để mình làm, chứ thật sự ra không có mua hoặc là gia chai luôn dịch hay là tất cả những cái gì cũng không có thể nào mà mua được hết trơn á các bạn ơi. Chỉ có những cái gì mình còn làm là mình sẽ tận dụng. Mà mình thấy mới cái của Việt Hương nó mới ra một cái bộ chống có mấy tum mà rất là gọn nhẹ các bạn ơi, chuẩn bị 7-8 kg thôi đó. Chi tiết quay cận kẽ cho các bạn xem, kích đồ là ok, ấm lắm các bạn ơi, nghe hay lắm. Cái này là các bạn tiền lệ cho các bạn mà xách đi du lịch hoặc là các bạn chơi á, đi chơi để vô một cái giỏ các bạn ơi, để vô một cái giỏ rất là gọn gàng mà nhẹ nhàng đó các bạn ơi, nhẹ nhàng 7-8 kg à, mà gọi là chất nha các bạn. Đó, các bạn thấy chưa, các bạn yêu thích các bạn đăng ký mình nha. Bây giờ là mình mới làm ra được hai bộ này thôi, một màu đồng và một màu trắng thôi. Ngày mai ngày mốt mình sẽ ra những cái màu khác nữa các bạn ơi, tương tự là cái mẫu này gọn nhẹ đó các bạn không. Với một bộ trống này là dưới giá 800.000 là các bạn ơi, đầy đủ nha các bạn, đầy đủ không thiếu gì hết và chất thâm ga đầu rất là hay nha các bạn. Mình sẽ tặng cho các bạn một cặp vui với lại một một cái cà lê ốc nè, cà lê để các bạn sẽ mở tháo gáp này các bạn, rất là dễ dàng nè các bạn này, các bạn thấy không, sắc vê đó, rất là dễ dàng các bạn ơi, mở ra mở vô rồi bỏ. Mình sẽ may cho các bạn cái bao, một cái bao rất là đẹp để vô để mình có thể mình đi sách đi chơi hay mình đi về quê rồi các bạn, giống như bỏ vô một cái ba lô vậy các bạn, bỏ vô cái ba lô vậy đó, nó nhẹ dữ lắm, 7-8 kg mà cỡ đó à, mà độc đáo nha các bạn đó. Các bạn nào đặt hàng mình thì gọi số điện thoại của mình nha, màu nào cũng có hết các bạn ơi. Nếu các bạn đặt mình chắc có thể là chắc qua mùa dịch này mới giao được. Mình thì ở thành phố Hồ Chí Minh nè các bạn ơi, Bình Thạnh này các bạn ơi, mình nói Bình Thạnh nha. Nếu anh em nào Bình Thạnh mà thích thì những ngày dịch này mà ở nhà tập á, hoặc là các bạn nào không có hiểu về trống thì Đức sẽ hướng dẫn cho các bạn rất là đơn giản các bạn ơi, dễ lắm. Bộ trống này mà để trong nhà là rất là hay nha các bạn, cấu kết đồ này nọ gọn nhẹ các bạn ơi. Rồi xin chào và hẹn gặp lại nha, chúc cho các bạn cô chú anh chị một ngày vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc nha, xin cảm ơn.